Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Đại dịch nấm ký sinh. Ở tập trước, mình đã chạy trốn bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh quá chừng các bạn ơi. Bởi vì bọn chúng đã xâm lược cái căn cứ của mình. Và bây giờ, mình phải di cư tới một cái vùng đất xa xôi. Cụ thể hơn là một vùng biển rất là yên bình ha. Ở đây thì không có con nào nó bơi ra nó tìm mình hết các bạn à. Nên là mình cũng khá là yên tâm và ngồi đây set up một số khu vực để một xíu chúng ta thực hiện cái công việc củng cố lại sức mạnh. Hôm qua mình yếu nhớt luôn bởi vì mình mất đi cái ổn trong cái set giáp living này rồi. Thế nên là bây giờ mình phải gom đồ và nhanh chóng chế tạo lại một cái set giáp như vậy ha. Chứ không thôi là toang thiệt đó các bạn à. Ok, công thức làm ra cái ổn thì gần như bây giờ mình đã dư sức làm được rồi các bạn à. Mình sẽ bấm lần lượt công thức của cái mảnh đầu tiên ha. Plated boot nè. Lẩm. Tiếp theo là flat boot. Ui, mình còn thiếu ta. Còn thiếu cái cục này. Lấy hai cục. Xong phiền. Có luôn, có luôn. Rồi, và có được hai thứ này thì chúng ta gần như là có thể ghép lại để tạo thành cái ổ living. Yes sir. Trở lại sức mạnh cũ thôi nào. Nhưng mà để cho nó mạnh như ban đầu thì chắc mình cần phải enchant thêm các bạn ơi. Mà enchant thì mình sẽ cần có kệ sách đúng không? Hơn là hôm qua chúng ta đi khám phá lượm được khá là nhiều sách các bạn ạ. Nên là bây giờ chỉ cần bấm công thức thôi là chúng ta sẽ có liền cả đống kệ sách. Tha hồ để mình enchant luôn ha. Rồi, set up một khu vực enchant ngay tại đây luôn. Tương xương vậy thôi là mình có thể enchant cái ổ này maximum được rồi ha. Vẫn như lúc trước á các bạn, mặc dù nó hơi tốn kinh nghiệm một xíu thôi, nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ có kiểu như khả năng chống chịu cực kỳ tốt luôn. À, nhiều đầy thôi ha. Đâu có quá nhiều đâu. Rồi, lượm cục kẹo. À, mà ngoài enchant ổn ra thì hôm nay hay là mình đầu tư thêm một cái vũ khí tấn công tầm xa mới ta. Đó chính là cây nỏ chuyên đi săn quái vật nhiễm nấm ký sinh á. Và công thức để làm cây nỏ thì để mình coi coi, có vẻ là mình vẫn có thể làm được á. Ừ, nguyên liệu của nó toàn là mấy cái mà mình có không à các bạn à. Ok, làm luôn cho nóng á. Đầu tiên là mình sẽ cần có Plexi Claw nè. Cái này thì khá rẻ. Tiếp theo là Armor Plate. Cuối cùng là những cái fibre thôi. Lấy hai cái. Ê, vậy là xong rồi. Vậy là chúng ta đã có một vũ khí tấn công tầm xa mới. Mình đoán là nó sẽ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đấy. Nhìn nó uy lực chứ kìa. Đây rồi, đây rồi. Một xíu nữa mình phải tìm những con quái vật nhiễm nấm ký sinh và ghim thẳng ha. Cái phát nỏ này vô mông bọn chúng các bạn. Dám dí mình. Nhất là cái con ha. Cái con gì ta, con bay bay, con Fayres. Chính xác là cái con đó các bạn à. Mình ghim con đó rồi. Ok, thu dọn ba lô lại một cái. Dọn luôn cái giường nè. À mà khoan, mình chưa enchant cái nỏ mà ta. Ừ ha, enchant luôn cái nỏ đi. Giảm trầm hỏng lại xíu đi ha. Ok, rồi luôn. Hết kinh nghiệm luôn rồi các bạn à. Trời đất ơi, giường khít vậy. Ôi mà chui. Thôi, ăn miếng đi cho nó bụng cái các bạn. Rồi, chỗ này đã xong rồi ha. Nên là mình sẽ thu gom kệ sách nè. Cũng như là cái chỗ enchant lại. Bàn chế tạo cũng gom luôn. Cất vô trong chứ không có gì hết á. Nào cần thì lấy ra xài tiếp á. Ý, nhưng mà hôm qua mình cũng có loot được một cái bản đồ kho báu từ cái khu vực ngôi đền giữa biển đây nè các bạn. Ừ ha. Hay là bây giờ mình làm chuyến đi tìm kho báu đi nhờ. Lỡ ngỡ trong đó lại có đồ ngon cho mình. Yêu, cái chỗ kho báu nó cũng gần nữa các bạn ơi. Mình đi qua bên đây một xíu là tới nè. Ê được cái ta. Lên xuống. Tăng kho báu luôn các bạn ơi. Sẵn tiện kiếm mối để mình test cây nỏ luôn coi. Coi coi trong đất liền có con quái vật nhiễm nấm ký sinh nào nó đợi mình không. Ủa giờ mấy con này nó hiền ta. Hôm qua nó dí mình dữ lắm mà. À kìa kìa kìa. À, à có con đứng đó kìa. Đi đâu đi đâu. Ủa chuỗi hai con luôn. Oh my gosh. Hình như mình có cái dòng xuyên thủng thì phải. Mình sẽ thử bắn coi coi nó xuyên được hay không nha. Từ từ từ. Ê. Ê. Nà đi. Một phát nỏ không hạ được nó. Cái gì?
Mình mới cập nhật mod lại và để coi coi bây giờ nó có tính đa mới chưa. Tại vì nó mạnh hơn nên là mình mới đầu tư chế tạo chứ. Như ngay dưới chân mình luôn hay sao á? Đúng rồi, ngay dưới đây. Ở đây đây, nó nằm ngay đây luôn nè. Ồ, được thêm ít kim cương và một tí khoáng sản cũng như là thuốc thở dưới nước á. Ê, có bơm nữa kìa. Lấm bơm luôn. Ôi trời 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 trời. Tí nữa là uống nước ọc 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 luôn rồi các bạn ơi. Hên quá. Rồi, bây giờ thì mình vẫn muốn test lại cây nỏ một phát nữa các bạn ơi. Vô lý vậy. Ấy. Ok kìa kìa. Con Ferret. Này thì Ferret. Ủa. Ê, nó vẫn chưa tính đam mới là sao ta? Ồ, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi các bạn à. Bắt đầu tính cái cập nhật mới rồi. Let's go. Thử coi. Yes. Chính xác, đây là nỏ chuyên để săn quái vật nhiễm nấm ký sinh đây rồi các bạn à. Cập nhật nó phải như vậy. Tại vì cái đam cái nỏ nó phải mạnh hơn cây cung các bạn. Và bây giờ mình sẽ tìm một con quái vật nhiễm nấm ký sinh trên đảo này. Mình test thử. Ơi. Cướp dân làng hả? Test thử nỏ mới của tôi đi. Bá cháy bò chét luôn các bạn ơi. Cực kỳ mạnh luôn. Bắn cái nào là thốn tận rốn cái đó các bạn à. Ở đây coi coi còn gì giá trị mình loot được không. Mình thấy có cái can thức ăn. Đây. Kiếm. Có cái lót bụng. Ngoài ra thì hình như cái chỗ này á là dùng đất mới nên là đại dịch nấm nó chưa lây lan tới hay sao các bạn. Ơi ơi. Vừa mới nói. Trời ơi, bắn hụt. Lụm lại mấy mũi tên nãy mình bắn trượt lớp nè. Ủa, không phải mũi tên của mình hả? Ê, bình tĩnh bình tĩnh. Cướp dân làng hả? Chịu chung số phận đi. Wow. Bắn một phát là đi các bạn ơi. Uầy, cái này bắn thích thật á. Ôi, đằng kia nữa. Xong rồi bắt đầu đại dịch nấm ký sinh nó lây lan tới vùng này rồi đó các bạn. Hồi nãy không có thôi chứ bây giờ là một đống luôn. Nhưng mà không sao. Thẳng dịp mình sẽ phô trương sức mạnh của cây nỏ mới chứ không hết. Bọn mấy con là gần như mình có thể quan sát được ha. Nói chung là khá là ok là. À, có con nó mắc kẹt trên kia kìa. Vừa cái bụng lắm. Không có cứu nó đâu các bạn. Ê ê ê ê ê ê, ê cái con Ferret. Ferret à. Ui da. Ui con này trâu quá các bạn ơi. Yêu. Bắn nó hai mũi mà nó không xi nhê gì hết. What the heck. Ba mũi rồi. Ui. Ây da, nó còn gấp được mình nữa. Con Ferret này. Con Ferret à. Trời ơi, sao nó lì dữ vậy. Nó trâu cực kỳ luôn các bạn ơi. À, nó buông mình nè. Con Ferret hả? What? Cái nỏ mình chỉ đi săn mấy cái con thôi à. Chứ gặp cái con bay đó mà vẫn không one shot được các bạn. Nó quá là trâu luôn. Tưởng đâu mà one shot được con đó thì nó xác định. Mình đè đầu nó mình bắn hoài luôn. Con gì đâu mà thấy mà ghét hả? À? Ui nữa. Cái gì vậy, vừa than ghét nó gặp nó nữa kìa. Ây da, ây da. Mình ăn vô cái đó. Ây da. Mình dí tới cùng luôn á. Yêu. Đợi tao xíu, tao ăn vô xác định người chúng ta liền. Này phải rét hả? Chơi tới bờ tôi bến với nó luôn. Được cái trâu. Con kia. Tới công chuyện đi. À, bữa nay mình đã sở hữu lại set giáp rồi. Mình không ngán nữa đâu. Hôm qua là không đủ set giáp các bạn. Là nó đè đầu mình á. Nó săn. Bữa nay mình sẽ đi săn ngược lại nó. Và nó cắn hồi cũng hư giáp nhiều phết các bạn ơi. Yêu. Bắn thêm vài bắt nỏ đi. Ủa nó trâu dữ vậy. Mình không nghĩ là nó trâu tới vậy luôn á các bạn ơi. Này thì ha. Trâu đánh lâu cũng ngẫm thôi. Ok. Trời ơi. Trời 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 trời. Thanh niên cướp dân làng. Thích đọ nỏ hả vậy. Thích thì chịu thôi. Mấy thanh niên này. Đúng rồi, đứng đường thẳng đi. Mình bắn một cái là xuyên qua hết các bạn ơi. Khá là ngon. Nhưng mà bây giờ bắt đầu bọn chúng. Ý, nó dí nữa. Ui, ui.
Hôm trước á, mình ngán mấy cái con gai, bây giờ mình ngán mấy cái con bye bye rồi các bạn. Mấy con ferret này nó cực kỳ khó chịu luôn. Nó chi đuổi mình gắt gao ghê á. Ăn vô, ăn vô. Nó hơi ngốc nghếch các bạn, nó không biết mình trên đọt cây. Được lắm. Được cái nó mạnh thôi, chứ nó thật ra con này nó khá là ngốc nghếch các bạn. Rồi, đợi cho hết kịch độc rồi mình sẽ bắt đầu ha. Tìm hướng chạy các bạn ơi. Ui dồi, mình đang tính là quay trở lại cái căn cứ để chúng ta đòi lại công bằng á, chân lý các thứ. Nhưng mà không biết ổn hay không đây. Với tình hình quốc bộ vậy hồi chắc toan á. Mà bây giờ kêu em ngựa lại cho mình cũng được, nhưng mà sẽ nguy hiểm cho em thôi. Người bạn đó đồng hành cùng mình từ cũng giai đoạn rất là sớm á, nên là mình không muốn mất người bạn đó đâu. Mình muốn bảo vệ người bạn đó tới cuộc. Ê, ở đây còn có Alay bị bắt cóc nữa nè. Giải cứu Alay các bạn ơi. Ok. Gì nữa, con Ferret nữa. Đây là cái giai đoạn con Ferret nó xuất hiện rất nhiều hay sao á. Ê, nó vô trong này luôn hả? Eo. Đất ơi, nó định khô máu với mình trong này hay sao vậy? À, mấy cái con này. Ê, cái cây chùy này á không phải là đối thủ của con Ferret này các bạn ạ. Tại tốc độ đánh của cây chùy rất là chậm luôn. Được mỗi cái là đam to thôi à. Ok, trời cũng sáng rồi. Trên này có tí lúa. Ui, đằng kia là làng hay sao vậy? Để mình qua đó mình coi thử coi. Không, đây là một cái trang trại ngựa. Ui, nhưng mà bị biến thành zombie rồi. Yêu, tranh thủ lúc không còn con quái vật nhiễm nấm ký sinh nào gần đây, mình chuồn trước các bạn ơi, trước khi mà bọn chúng bắt đầu xuất hiện. Ê, và mình cũng có một số thông tin á, là hình như ở cánh rừng này, cánh rừng gỗ sòi sẩm ấy, cũng có một số cái trạm nghiên cứu về nấm ký sinh hay sao á. Ừ, để mình lượn vài vòng coi coi mình có bắt gặp được cái công trình đó hay không ha. Nếu mà gặp thì chúng ta sẽ khám phá thử. Lớ ngớ trong đó cũng có những cái cục DCO cho mình thì sao. À, mà có nhiều bạn bảo là cái công thức DCO có thể chế tạo á. Thế nhưng ở trong mod pack này, mình đã tăng độ khó bằng cách mình xóa luôn cái công thức chế tạo rồi các bạn à. Một xử lý đi vào lòng đất của mình thiệt chứ. Lỡ phóng lao theo lao luôn. Mình là người chơi hệ liều mà. Chịu khó ăn hành ít hôm nữa đi. Chắc sắp ăn hành nhiều hơn. Ủa lộn, ăn hành ít hơn rồi đó các bạn. Ê, cái quần đuôi gì vậy? Quá đều. Ui da, cái con này nó bị nhiễm với nó. Cái gì ơi? Ủa, sao tự nhiên chạy ra đây vậy mấy ông thần này? Trời đất ơi. Ê, con này nó nhảy được. Eo. Không ổn rồi. Giữ khoảng cách lẹ các bạn ơi. Cái gì mà nhanh dữ thần vậy? What? Giật mình thiệt luôn á. Ui, bữa nay mấy cái con quái vật mà tiến hóa các bạn, nó xuất hiện ngay ban ngày hết trơn rồi. Khó cho mình rồi nha. Ây da. Rồi ok, mình đã tiêu diệt gần hết rồi. Lừa thừa bớt rồi đó. Bước vô đây. Một mình ta chấp hết. Ây da, đồ nhiều quá, lượm bớt coi. Một mình ta chấp hết. Vô đây, bước vô đây. Ây rét hả? Ui da. Ui, mình bắt đầu đuối rồi đó các bạn ơi. Ăn vô, ăn vô. Ây da. Ừ, nổ đi. Cho nó nổ bớt các bạn. Nó nổ cũng không có nhiều đau hết á. Mình không sợ nó đâu. Nó cắn mình thì mình sợ chứ. Nó nổ mình không sợ. Đúng rồi. Nó gấp mình hả? Mình quýnh cho nó gãy cánh luôn. Thì nó chạy khói kìa. Nó không buông mình các bạn. Nó không buông thì mình cứ thế mà mình quật nó thôi. Con Ferret. À, nó buông rồi, nó buông rồi. Nó biết sợ rồi đó. Biết sợ hả cô? Ê, con gai, con gai. Chạy. Con gai đó thì mình hơi ngán nha. Tại phản đàm của nó hơi bị gắt các bạn ơi. Ui, ở đây nhiều đồ quá. Ouch. Tính ra là đang đi khám phá công trình luôn á, mà lại bị dí như vậy. Sao mà đỡ được. Ủa, trong này có dấu hàng nóng hay sao mà bọn chúng bảo vệ gắt gao vậy? Vô trong lại. Ê, nãy mình thấy cũng đâu, trong rương đâu có gì đâu. Ê, có các bạn ơi. Hàng gì? Mũi tên.
Không, là mũi tên trước, tính sao? Khoan cái thứ nè. Kiếm lifesteal. What? Một cái kiếm lifesteal các bạn ơi, nhưng mà có 7 sát thương hả? What the hell? Ui, từ 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 từ. Bình tĩnh. Hả? Cái gì? Gách cái áo giáp rồi. Nào đi, bọn chúng đánh bể cái áo giáp của mình rồi các bạn ơi. Bọn này riết bọn chúng thành tinh rồi các bạn ơi. Bọn chúng phá hủy áo giáp mình trong một nốt nhạc hả? Ê, nhưng mà công nhận cái giọng lifesteal này hữu ích thiệt các bạn ơi. Mình có thể hồi phục máu cực kỳ tốt luôn. Chỉ hơi tiếc là mình không đủ trâu để mình phát huy tối đa sức mạnh của lợi thế hồi máu này thôi. Ây da. Ui nè. Ui. Có cái giọng đó vô mình giáp lá cài với con gái này được luôn nè. Ui da, nhưng mà sao áo giáp mau hư quá à. Cay thật. Hôm qua mới gách cái ủng rồi bữa nay gách luôn cái nón với cái áo rồi các bạn à. Oh no. Cay thật. Không sao, giờ mình chưa có, mình đi săn bọn chúng xíu các bạn. Chủ yếu là mình cày lại tài nguyên á, rồi chúng ta có đủ nguyên vật liệu từ những cái con quái vật này và chế tạo lại cái áo cũng như cái nón á, bắt buộc rồi đó. Giờ mình có cây kiếm lifesteal nên là mình giáp lắm ít, không sợ đâu. Các bạn coi nè, có cắn mình bao nhiêu là mình ha, hồi phục lại bấy nhiêu. Ăn miếng trả miếng đó. Vô đây, vô đây. Không mất máu nữa luôn á các bạn ạ. Đấy, một thì mình không sợ, nhưng mà nhiều con thì cũng hơi rén nha các bạn. Tại mình sợ bọn chúng sốc đam chứ không vậy đó. Gặp mấy con mà nguy hiểm quá thì mình nên hạn chế á. Dù sao thì mình cũng không còn mạnh như hồi nãy nữa đâu. Lúc đầu á, mình tính là mình chạy tèn tèn về cái căn cứ mình luôn các bạn. Nhưng mà trên đường về gách luôn cái áo rồi. Giờ sao dám về nữa. Thành thứ ra là lại lông bông tiếp. Ôi. Ôi, cái làng mà hôm qua mình ghé ngang. Oh no. Hình như dân làng đã bị biến thành quái vật nhiễm nấm ký sinh hết hay sao rồi á. Yêu. Có thật là như vậy không nhớ. Rồi cửa mở tan quang. Thôi xong rồi. Làng lành ít dữ nhiều rồi các bạn à, chắc chắn luôn. Cửa mở như vậy thì sao mà dân làng sống nổi. Ui, không có sách sửa chữa trong này. Hơi tiếc á, phải có sách lifesteal trong này thì ngon luôn các bạn à. Hay da. Mình thử qua đây coi coi. Còn dân làng nào sống sót không nhớ. Con Ferret tới đứng trước cửa luôn, nó đợi kìa. Yêu. Ui, nó thấy mình rồi. Ui dạ, vô đây. Bước vô đây. Thích thì bả vô đây mà nút. Vô. Ây dạ. Trời ơi. Không buông mình luôn các bạn ơi. À đây, nó buông rồi. Ui, cẩn thận nha. Nhiều con quá là cũng hơi toan á các bạn. Nó sốc đa mình được á. Mình phải chạy ra cái góc nào nó an toàn hơn thôi. Ok, thử gọn được nó rồi. Ui, phải công nhận là dòng lifesteal này hữu ích thiệt á. Chỉ có điều hơi tiếc là nó ép vô cây kiếm kim cương á, chứ không phải là một vũ khí mạnh mẽ nào khác của mình. Uổng thiệt. Hey, giờ làng đã tan hoang rồi. Thôi, mình cũng không nên ở đây đâu. Tại vì bây giờ không khác gì là cái căn cứ mới của bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh hết. Chắc mình đành phải đi tiếp thôi các bạn à. Nguyên liệu nãy giờ mình săn cũng được mớ rồi đó các bạn à. Để mình săn thêm 1-2 hôm nữa chắc là sẽ vừa đủ để chúng ta làm lại cái áo giáp. Cũng như là cái nón á. Ui, thức ăn. Hên, mình còn bánh mì. Không sao. Đào một hồi cày cuốc thì hình như mình đã đủ nguyên vật liệu để chúng ta làm được cái set giáp rồi đó các bạn à. Để mình coi thử. Đúng rồi. Đây, đầu tiên là cắt được cái áo rồi nè. Tiếp theo là cái bộ áo thứ hai ha. Rồi. Cái đến là cái nón. Ui, còn thiếu cái xương nhỏ. Mình quá, lụm. Và cái nón cuối cùng. Ok. Ê, cái con gì dữ vậy? Ê, là nó. Ây da. Ê, hồi máu kịp. À, nó sọt mình. Con Ferret này. Đợi ta một xíu. Một xíu ta có lại áo giáp người xác định với ta. Cay thế nhờ. Giọt qua đây lẹ. Ây da. Phải đánh đó các bạn ơi. Không đánh là không hồi máu được. Có dòng lifesteal là bắt buộc mình phải đánh rồi đó. Yêu, nhưng mà dưới này đông vậy.
thêm con này nữa. Trời ơi, dính kịch độc rồi. Mình chưa kịp ăn bánh mì, tăng sức mạnh nữa. Oh no. Oh no. Mình bị dồn vô góc rồi. Thôi xong rồi. Ây. Oh my god. Oh my god. No 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 no. No. À. Ui, mình mất hai cái vật tổ luôn à. Cay thật. Ai. Thiệt luôn, mất hai cái ổn ghê á. Ui, còn vô góc nữa chứ. Hên quá, hên quá. Một con. Nó tự quỷ rồi. Tiếc thật sự luôn các bạn ạ. Mình tính dành hai cái vật tổ đó cho những tình huống cấp bách về sau á. Nhưng mà hôm nay lúc xa cơ thất thế mình đã bị bọn chúng úp sọt rồi. Vụ này nhất định phải trả thôi. Nhưng mà khi nào trả được thì chưa biết các bạn. Chứ bây giờ mình thấy mình toàn ăn ngành thêm không mà. Thù chồng chất thù á. Rồi, giờ thì chắc đi kiếm ít gỗ rồi chúng ta ghép áo giáp rồi thôi các bạn. À không, hình như cái này không cần bạn chế tạo mình vẫn ghép được thì phải. Đây, mình sẽ lấy ra trước cái đó. Sau đó thì ghép lại thôi. Đây rồi. Ui, lẹ. Con này, bắn cái gì? Con xương kia. Mặc vô. Ok. Chúng ta đã trở lại với set đồ living rồi các bạn ơi. Nhưng mà đánh đổi là quá lớn á. Hai cái vật tổ, trời ơi. Nghĩ tới thôi là thấy tiếc hùi hụi rồi đó. Đâu kỳ vậy trời. Chưa, tính ra là chưa trở về luôn á. Chưa về tới nhà nữa mà đó. Đã bị như vậy rồi. Về tới nhà sao chơi lại bọn chúng đây. The next day. Ui. Ôi trời, nó mới tiến hóa thêm ở dưới kìa. Eo. Eo ơi. Bước sang ngày 51 rồi các bạn ạ. Tình hình ngày càng tồi tệ đi rồi. Bọn chúng tiến hóa tràn lan hết trơn à. Trời, nó bắn tùm lum nữa. Nó bắn vô mặt mình nữa. Cái quân này. Hên là bọn này nó không quá đông các bạn. Mình dùng nỏ mình vẫn có thể hạ được. Đập mấy cái này đi. Nó bắn tùm lum chứ mặt đất hết nè. Bắn màu xanh nữa chứ. Đụng vô là cực kỳ nguy hiểm luôn. Ở nhưng mà bên đây là. Hả? Hình như đây là cái công trình mà mình nói ở cái vùng cánh rừng gỗ sồi sẩm này các bạn. Đúng không? Chính xác rồi. Tại vì nó có những cây nấm ký sinh mọc ở trong công trình nè. What the hell? Coi thử coi trong đây có cục DCO không? Biết đâu bất ngờ. Ê, nó có rương gì cơ. Trời ơi, rương nó nghèo. Kìa. Chỗ này bị bỏ hoang lâu lắm rồi hay sao rồi mọi người. Cửa vô nè. Chính xác luôn rồi. Trong đây là chỗ bị nấm ký sinh nó mọc tàn lan. Bây giờ mình sẽ dọn chỗ này và coi thử coi. Ủa, trong này chỉ toàn là mũi tên các thứ rồi các bạn ơi. Không có cái được gọi là DCU gì trong này hết á. Đèn cày còn thấp nữa nè. Ui trời ơi. Ui. Đây còn có những cái rác nữa. Phải dọn đó. Ở trong góc này thì sao? Ừ, trong góc này mình thấy. Ui, có thêm một cái xác khác. Yêu. Đây là kiểu như một cái ổ dịch nhưng mà phiên bản nhỏ hơn so với cái bệnh viện đó các bạn. Ừ, mình thấy vậy. Chứ nó không có đồ gì giá trị hết. Thất vọng rồi. Không biết lần trở lại này của mình sẽ như thế nào nữa đây. Hey, cũng hơi lo các bạn à. Nó lại xuất hiện nữa rồi. Oh my gosh. Ngay sau lưng mình nữa. Yêu. Đi ra đi. Ai. Bọn khốn kiếp. Ui da, mấy con ferret này nó canh me canh chua mình quá các bạn ơi. Để nó gấp mình nữa. Xong rồi, hai ba con nó bâu lại nó gấp thì sao mà chịu nổi. Ok, quét sạch thôi, quét sạch thôi. Bọn này nữa. Ở đây. Đứng thẳng hàng thì càng tốt. Yes. Bắn hạ nó liền. Oh no. Ê, nó tiến hóa cái bên mình luôn rồi. Ê, con này nó cực kỳ mạnh luôn nha các bạn. Con đó giống như là sát thủ gì đó. Hồi nãy nó đã lấy đi một cái vật tổ của mình. Rất là dễ dàng luôn á. Đừng để nó áp sát nha. Ok, thành công. Hên quá. Rồi bây giờ mình sẽ mở đường đi vô trong thôi các bạn. Cái rìu được không? Ok, cái rìu vẫn được. Rồi,
Ui da, ui da. Ui dồi. Ui, nó tràn ra, nó bắt đầu tràn ra. Cơ cơ cơ. Ui. Và cái con bên trong nó đã chủ động á, cử những cái con đệ ra để bảo vệ cái khu này các bạn. À, ranh ma thiệt. Ui, bình tĩnh, bình tĩnh. Lớn ngớ là đi liền đó. Không đùa đâu. Mình đang bị dính kịch độc nữa. Ui. Hên quá, có giọng Lifesteal. Nó đã hỗ trợ mình rất là nhiều trong cái công cuộc hồi phục trước sự tấn công của bọn chúng. Hướng này không được rồi, đổi hướng khác đi. Đào một cái lỗ khác các bạn, không sao hết. Từ từ mà vô thôi. Ui, đụng vô cái màu vàng vàng thì mình sẽ bị mù lò nha. Eo ơi. Đào cũng phải khéo đó. Không thôi là không vô trong được đâu. Rồi rồi. Ui dồi. Ui dồi. Sao zombie như vậy? Trời ơi, zombie xong rồi nó bị lây nấm á, rồi nó tiến hóa ngay lập tức luôn các bạn ơi. Bây giờ tốc độ tiến hóa của nó là cực kỳ nhanh luôn. Ê ê, cái con lưỡi dài. Ôi cô chung, cô chung. Tính ra là nãy giờ mình chưa vô trong được luôn á. À. Ui ui, cô chung. Eo. Giáp lên mất chứ người luôn. Con này. Đáng ghét. Con gai nữa nè. Trời ơi. Thử đó. Trời ơi, ngoài này cũng có cái làng khí nấm nữa. À. Được, kìa. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Nó tiến hóa lập tức luôn kìa. Áo thật. Thôi rồi. Ê ê. Con nguy hiểm, con nguy hiểm. Ây ây. Ok, lượng giáp của mình vẫn ổn. Chỉ cần để ý tới lượng giáp thôi các bạn. Giáp mình nhắm là không ổn là mình giọt liền nha. Tại vì mất giáp là coi như là xong đó. Mình không còn cơ hội sửa sai đâu. Mình không còn vật thổ trong người. Trời ơi, đây chứ mới bên ngoài thôi đó. Mình đã căng như vậy rồi. Yêu. Khó thật sự luôn. Mình chỉ muốn vô trong và phá hủy cái mầm móng á các bạn à. Tại vì trong cái kén này sẽ có cái con mà giống như là trung tâm của khu đại dịch này vậy đó. Và mình trước hết mình phải hạ hết bọn này mới vô trong được. Phiền phức ghê. Cho bọn chúng ăn lựu đạn đi. Ok. Đi vô cát này. Rồi rồi. Tạm thời clear nha. Ê, vừa sắp clear lại có bọn khác tới các bạn ơi. Gì mà phiền dữ vậy. À. Ok, mình đã đi vô trong được rồi. Không quá đông các bạn. Ui, ui. Đây là một dạng tiến hóa khác nữa hay sao nè. Dạ. Ủa, giáp lắm ít với nó luôn. Càng đông càng tốt các bạn. À không, càng đông thì càng không tốt. Nhầm. Đông thì mình được cái hồi máu nhiều nhưng mà cũng có rủi ro mình bị sốc đam. Ok. Giờ thì tìm đường vô trong. Khúc quan trọng là nằm ở trong này nè. Mình có tiêu diệt được cái mầm móng bên trong hay không? Ấy da. Ấn nhầm nữa chứ. Dọn. Đúng rồi, nổ đi. Nổ đi. Ừ. Để mình có một cái lối đi vào rộng hơn các bạn. Ê. 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 Có boss bên trong. Ê. Mất luôn cái quần rồi. Gách cái quần rồi. Ai. Khó rồi các bạn ơi. Mình mới trở lại mà đã mất cái quần rồi. Chưa kịp càng vô trong nữa. Có vẻ là bọn chúng đã tiến hóa tới cái giai đoạn mà cực mạnh rồi. Eo, sức mình có vẻ là không làm lợi bọn chúng rồi đó các bạn ạ. Có thiệt sự luôn á. Phải mình còn mấy cái vật tổ mình còn gán liều được. Mình không có vật tổ nên mình không có liều khơi khơi các bạn ơi. Không là hết cơ hội để sửa sai luôn á. Thì cái tên một phút nông nổi thôi mà phải thành ra như vậy. Ê, nó ra ngoài nó săn mình luôn kìa. Con boss ở trong á các bạn. Sao con này nó đen thui thui lùi vậy? Giống cái con lần trước đột nhập căn cứ của mình ghê luôn á. Chắc chung một lứa nên là nó đen hay gan vậy các bạn ơi. Yêu, hên là nó chậm nha. Ok. Mình đã bắn hạ được nó rồi. Yes.
Đỡ cái vũ khí mình mạnh, mình có thể hạ nó khá là nhanh các bạn. Rồi, mất cái con nguy hiểm nhất rồi. Thì mình có thể vô trong một chập nữa không ta? Ôi trời, các bạn coi kìa, bên kia nó tàn lan luôn rồi. Thánh thần ơi, mẹ nó ơi, coi kìa. Bắn á, bắn từ xa được không? Ok, bắn được các bạn ơi. Yêu. Như vậy thì không xuất hiện nhiều quái vật nhiễm nấm ký sinh mới lạ đó. Mày ơi. Rồi mình làm liều thêm cú nữa các bạn. Trời, nó bích lại cái đường rồi. Bích nhanh thiệt luôn á. Hồi nãy tưởng đâu mình không chạy ra kịp rồi đó. À, trong kia cũng bích lại rồi cơ. Rồi. Vô trọng luôn. Ê. Ê, thôi. Mình thấy có điểm rồi. Chạy. Không vô được các bạn ơi. Vô là nghĩ ra đó. Tại sao không? Mình thấy mình bị làm chậm nè, dính siêu độc nè, mà còn bị chặn đường nữa. Thôi, chắc mình phải đợi một cái thời cơ thích hợp hơn các bạn. Không phải bây giờ rồi. Ây da, khó chịu ghê ấy. Chạy thôi. Mình sắp không ổn rồi. Xin miếng máu coi. Ok. Chạy tiếp. Có máu rồi, chạy tiếp thôi các bạn. À, thua kèo này bài kèo khác. Quân tử trả thù, mấy ngày sau chứ muộn. Ok. Thiệt luôn, bây giờ mình đúng bận luôn các bạn ạ. Chế tạo đồ mà cũng trốn chui trốn nhủi chế tạo. Chịu thôi, ai biểu yếu quá anh chị. Rồi, mình sẽ làm lại cái quần ha. Công thức của nó thì bây giờ mình đã khá là dư rồi. Tại nãy mình săn rất là nhiều quái vật nhiễm nấm ký sinh các bạn. Ok, ghép lại và chúng ta sẽ tiếp tục có được cái set giáp ly viên này. Và đồng thời mình sẽ đợi cho cái set giáp này nó cộng sinh trên người mình tí và nó hồi phục full đau bệnh đó, rồi mới mặc tiếp các bạn ơi. Chứ bây giờ mà mặc đi liền thì nó hơi nguy hiểm á, kẻo lại mất tiếp á. Ừ ha, hình như trong đây nó có một cái ba lô gọi là con bò các bạn. Và ba lô này sẽ cho phép mình loại bỏ những hiệu ứng bất lợi. Quay. Ê, ảo giác đúng không? Ừ đúng rồi, ảo giác thôi. Nếu vậy thì sao mình không làm thử các bạn. Cởi cái ba lô cũ ra, đeo ba lô mới vô. Ok. Mặc dù mình vẫn điên khùn khùn thôi, nhưng mà ít ra hình như mình sẽ không còn bị dính hiệu ứng bất lợi như là trúng độc, làm chậm các thứ nữa các bạn. Hình như vậy á. Ủa? Ok. Ê. Ủa alo, ai da. Ủa là có kháng độc chưa vậy? Trời ơi, có kháng độc chưa vậy mà sao mình vẫn chạy một tuột, muốn tuột cái quần luôn vậy? Ây ui. Ui. Ẩu rồi đến đi, ẩu rồi đến đi. Mày ơi. Ok, mừng quá, mình khỉa nó được miếng, thành thử ra hồi máu kịp các bạn. Eo. Không giống như quảng cáo rồi các bạn ơi. Tình hình bây giờ mình đã tìm ra được giải pháp để chúng ta có thể combat rồi các bạn ạ. Đó chính là mình sẽ tận dụng dòng lifesteal có trong cái kiếm kim cương mình nhặt được nè. Mình ép vô một cái vũ khí cũ của mình. Đâu rồi ta? Ủa cái kiếm đâu tại? Đây. Cây saber cũ của mình. Mặc dù sát thương của nó bây giờ là không quá cao, nhưng mà ít ra nó cũng đã có rất là nhiều dòng enchant. Và mình tính là sẽ ép vô cái cây saber này nè các bạn ạ. Không biết có ổn hay không. Trước mắt mình sẽ làm cái bàn được gọi là disenchant để tách dòng enchant đó các bạn. Công thức của nó thì cũng không quá mắc đối với mình ha. Hắc kim thạch thì mình chạy trốn mình có đem theo cả đống nè. Kim cương mình cũng có luôn. Giờ làm trước cái bàn enchant thường, lấy thêm 2 vàng và nâng lên cái bàn disenchant. Yes sir. Rồi, giờ thì đặt nó xuống. Ồ, giao diện của nó khá là đơn giản ha. Cho cái kiếm vô nè. Hình như là phải cho một quyển sách vô nữa các bạn ơi. Lấy một quyển sách ra. Cho vô trong. Đây rồi, mình đã có được dòng lifesteal. Bước cuối cùng là ép nó vô thôi các bạn. Yes. Sẵn tiện sửa luôn cây cúp và cây rìu của mình ha. Bữa giờ xài dữ quá, nó sắp hư hết trơn rồi các bạn ơi. Rìu, cúp. Còn cung thì để coi mình có thể sửa nó được không. Yêu không sửa bằng cái này được các bạn ơi. Vậy chắc phải đợi sau này mình dư sách sửa chữa rồi mình sửa cây cung lại sao ha. Bạn disenchant thì mình sẽ mang theo đi. Khi nào cần dùng thì mình xách ra mình dùng thôi các bạn. Rồi, bây giờ thì
thử tìm bọn chúng và xem coi chúng ta có comeback cực mạnh hay không ha. Nãy giờ chốn chui chốn nhủi quá trời quá đất các bạn ạ. Tại mình muốn cho giáp mình nó full độ bền hẳn luôn á. Rồi chúng ta làm liều cho một cú quyết định luôn á. Được ăn cả, ngã thì chạy tiếp. Chứ không có ngã gì không các bạn. Ok. Ê, gì đây? Oh my gosh. Có con thứ dữ nó được sinh ra từ trong cái kén rồi. Ê ơi. Ui da. Trời ơi, nó bắn thẳng mặt mình luôn. Ê, cẩn thận, cẩn thận. À, cái con này. Ừ. Trời đất ơi. À, nó giữ vị trí lại. Tí nữa là ăn nguyên cái quả bom cực mạnh được con đó rồi. Ok, gài nó. Nó mình mạnh lắm các bạn, yên tâm. Mình lụi nó vài mũi tên thôi. Kiểu gì nó cũng ngẫm à. Nó thốn lắm rồi đó. Sắp rồi, sắp rồi. Ui da, sao con này trâu mình nghĩ ta. Ở đây nè. Bành xác chưa cu. Ngủm cu tỏi liền. Ê, nó còn những cánh tay nè. What? Bắn hạ nó là chưa xong các bạn, còn những cánh tay. Phải chặt những cánh tay của nó nữa. Eo ơi. Ủa, cánh tay nó trâu chưa kìa. 100 mấy máu. Ok, lấy nỏ ra bắn. Rồi. Nỏ của mình đã lụi được những cánh tay của nó rồi ha. Ok. Và công nhận cây saber mà ép cái dòng lifesteal này đúng hợp luôn. Tại vì nó có tốc độ đánh tương đối cao các bạn. Rồi. Hình như mình hạ gần hết những cánh tay của nó rồi hay sao á. Phải không? Chính xác rồi các bạn ơi. Ô mày chui. Thôi thôi đủ rồi, đủ rồi. Đừng có làm phiền ta. Ta là cần phải vô trong kia. Giáp đầy nguyên các bạn. Ê quên. Khoan khoan khoan. Làm vài ổ bánh mì nữa. Nói. Phải ăn bánh mì đầy đủ đó các bạn ơi. Không thôi là khó lòng mà vô trong á. Rồi. Vô trong thôi nào. Lần này sẽ khác. Ơ, mình còn ổ bánh mì cực tốt nữa, bánh mì kim cương. Đây là lúc để chúng ta dùng nè. Trời ơi, bánh mì kim cương cho thêm 2 trái tim. Trời ơi. Ok đi. Mèo mó có được không? Bây giờ mình đập lộn rồi. Ui da, đập lộn khối cái là bị tối thui tối thích màn hình. Trời, nó tiến hóa luôn hả? Trời ơi, tiến hóa thẳng mặt kia luôn hả? Ui, hướng này bị chặn rồi các bạn ơi. Không được, không được. Đổi sang hướng khác đi. Chịu khó chúng đọc xíu. Ok. Trời. Trọng động như đại hội võ lâm vậy đó. Trời luôn, nó bích cái đường mình vô rồi. Ê, có cái con đen đen nữa kìa. Eo. Ui, ui, con này nó trèo ra ngoài được. Gì ghê vậy? Ui, ui, nó làm mình không thấy đường các bạn ơi. Để giáp nha. Giáp mà sắp hư là giọt liền các bạn. Ok. Chắc phải tới lúc chúng ta dùng nỏ và bắn nó rồi. Cái nỏ mình là khắc chế của những con boss luôn á. Mình cảm giác vậy các bạn. Bắn mấy con boss cực kỳ thốn luôn. Lụm nó trước. Con nào nguy hiểm thì mình ưu tiên á. Đó, thấy không? Mình bắn boss cực kỳ mau ngủm luôn á. Rồi, con nguy hiểm nhất thì đã bị hạ xong. Giờ thì đi vô trong thôi các bạn. Trời ơi. Có tan quang một cái vùng đất luôn á. Có cái lối nào an toàn xíu cho mình vô không? Bọn này đi ra liền. Rồi đi vô. Tốc độ các bạn ơi. Trời ơi đói mèo luôn rồi. Trời ơi sao lại đói ngay lúc này. Đói không đúng lúc gì trơn. Gán ăn vô miếng. Ok. Trời ơi toàn phá ở đây dữ lắm rồi các bạn ơi. Địa hình đây xấu quá. Cũng là một cái bất lợi nha. Rồi. Làm liều vô trong thôi. Ok. Mình đã vô trong được rồi. Đập những cái quả bom này. Không được. Ê. À nó sản sinh ra boss. Ê. Ui. Tại sao boss lại xuất hiện ngay lúc này? Ê nhưng mà boss ngẫm hay sao rồi? What? Boss ngẫm như vậy? Ừ boss ngẫm rồi. May quá. Cũng mình bá... Ủa cái nỏ mình bá đạo quá các bạn ơi. Con đó mới xuất hiện mình bắn dài mũi là đi luôn hả? Ê. Tôi lại triệu hồi boss tiếp. Ây da. Ui đây là con boss nổ tùm lum nè.
Ui dồi ôi, nó đi rồi, nó đi rồi. Nhưng mà ở dưới vẫn còn rất là nhiều cái quả bom khác nữa. Mình cần phải triệt hạ các bạn ơi. Ây da, trời ơi con này nó đào hố, nó định lôi mình xuống dưới sao vậy? Ui, nó nổ. Ê, nguy hiểm nha. Các bạn nhìn cái vàng hiệu ứng bất lợi của mình kìa. Quá trường quá đất luôn á. Trời ơi, đã vậy có con nào nó hút mình vô trong nữa. Đây là trung tâm của ổ dịch luôn rồi đó. Eo ơi, cái quần đùi gì đang diễn ra vậy? Chỗ này chắc khó lòng mà mình dọn hết được các bạn ơi. Tại vì nó quá là rộng lớn rồi. Ây da. Ui, đã vậy còn đem trăng máu nữa. Thôi xong rồi. Chiến này mình lạnh ít dữ nhiều rồi các bạn. Ở đây còn cái quả bom nữa nè. Ok. Đấy, triệt hạ được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu các bạn. Tại sao mình còn thấy một cái nữa cơ. Cạn quá, bụp nó luôn. Cái này nhiều khi khả năng là triệu hồn robot nha. Cẩn thận đấy. Tại cái này nó bự lắm rồi các bạn. Dạ, không thấy đường gì hết. Đâu rồi? Đúng rồi. Ui da, nó triệu hồi ra cái con cá. Ấy, chuỗi nó cạp kìa. Ui ui, ui, mình phải liên tục đánh nó để mình hồi máu lại các bạn. Mình không đánh là mình sẽ bỏ mạng liền đó. Sành chính với người luôn. À, ok, mình đã hạ được nó rồi. Oh my gosh, chiến đấu không ngừng luôn á. Ê, giáp mình hư phân nửa rồi các bạn ơi. Mình có nên đánh vào chuồng không? Nãy giờ mình đánh được tầm 2-3 con boss trong này rồi. Chắc gần hết những cái quả bom bự rồi đó. Quả bom nó giống như là cái kén của cái con quái vật vậy đó các bạn. Khi mình bắn hạ nó thì nó sẽ bể cái kén và con quái vật bên trong nó sẽ chọi ra. Eo. Ui, phải công nhận là nhờ cái giọng Light Steel thôi á mà chúng ta đã lật ngược được tình thế đó. Thay đổi cục diện liền. Mà chắc mình cần ra ngoài để chúng ta dưỡng cái bộ giáp lại. Chứ không thôi mất bộ giáp là chúng ta lại vất vả tiếp đấy. Ôi trời. Trời đất ơi. Vậy là hôm nay Lộc vẫn chưa có thể đòi lại cái địa bàn này rồi các bạn ạ. Phe quái vật nhiễm nấm ký sinh vẫn đang áp đảo mình á. Nhưng mà đang có dấu hiệu. Ôi trời trời trời. Đang có dấu hiệu là mình đang mạnh hơn các bạn ơi. Nãy giờ một mình mà cân cả đống con ở bên trong. Nhưng mà vẫn an toàn trở ra nè. Chỉ hơi hư giáp một xíu thôi á. Hy vọng là ở lần sau mình trở lại, mình sẽ có những cái món đồ tốt hơn để tăng cái khả năng chiến đấu cũng như là phòng ngự của mình hơn á. Để mình có thể trụ lâu nhất có thể các bạn. Từ đó mình có thể hạ hết quả bom nè, cũng như là cái lõi bên trong. Và chúng ta có thể dẹp được cái ổ dịch đó, giống như là bên khu vực đầm lầy mà mình từng làm vậy đó. Hy vọng là như vậy ha. Và hôm nay cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đi chiến đấu rất là căng ở trong cái kén cực kỳ nguy hiểm đó. Liệu rằng sắp tới Lộc có thể đánh bại được tất cả quái vật nhiễm nấm ký sinh và trả lại yên bình cho địa bàn của Lộc? Câu trả lời sẽ có ở những tập sau. Và bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc, link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo trong hành trình đại dịch nấm ký sinh này. Bye bye. Trời, nó bắn mình kìa các bạn. Thấy ghét không?